đơn thân, là người phụ nữ không may mắn như mình ấy, thì nói chung là tất cả người nào cũng đáng được những lời chúc tốt đẹp, những lời yêu thương cho không riêng gì mình 8 tháng 3 mà trong cuộc sống nói chung đấy. Còn riêng đối với những người phụ nữ trong hoàn cảnh không may mắn ấy, thì mình nghĩ là tôi thân bản thân mình trước, tự tin với cuộc sống và mình luôn trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào mình cũng có những nghị lực vươn lên, mình phấn đấu và mỉm cười trước những khó khăn trong cuộc sống, thì cuộc sống của mình nào cũng sẽ rất là nhẹ nhàng. Cái mục tiêu chung đấy là lan tỏa tư đức, và người phụ nữ ngày xưa thì là cam chịu theo kiểu là gia đình đặt đâu thì mình ngồi đấy, và cái nữa là khi đã lấy chồng rồi thì là mọi nhất cử nhất động hay mọi điều gì đó là phải phụ thuộc và phải nghe theo chồng, chứ không như bây giờ có sự khác biệt. Đấy là người phụ nữ chủ động hơn, người phụ nữ tự tin và người phụ nữ thoải mái hơn, đấy là điều khác biệt rất là rõ ràng. Các quan điểm chung và các quan điểm có từ nói riêng đúng không? Đúng rồi. Thì hiện tại thì người phụ nữ bây giờ thì như bây giờ thì thích nói lên những tiếng nói của mình trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Về bản thân của mình thì trước đây, cách đây thì không phải là ra sao, đấy là khoảng 6 năm trước đấy, thì mình cũng là thuộc theo một cái người phụ nữ, đấy là đối với mình quan điểm 6 năm về trước về người phụ nữ và quan điểm bây giờ nó chung là có sự chuyển biến rất là khác biệt. Và sự chuyển biến này không phải là do bản thân mình, cũng không phải do bản thân mình mong muốn, mà đấy là do cái cuộc sống của mình nó bắt buộc mình phải có, bắt mình phải có vẻ như mình sẽ phải nuôi về bước sau, đúng rồi, sau người chồng để toàn tâm toàn ý cho người chồng phát triển sự nghiệp và cho nó gia đình. Đó thì cái hình ảnh của mình trước đây 6 năm về trước khác hoàn toàn bây giờ đó. Thế là người mình là đúng theo tố chất đấy là của người vợ, người mẹ, chăm sóc gia đình, cơm nước cho chồng con, chứ là ở nhà nội trợ và không hẳn là nội trợ, cũng có đi làm. Thế nhưng mà cái làm đấy chỉ là công nhân, công việc hành chính là phải để mà thuận tiện nhất mà cho chồng phát triển đó. Thì nhưng mà về sau thì cuộc sống mình có sự biến cố, thế và sự biến cố thì sau đó là quan điểm khác, còn khác là khi cuộc sống của mình thay đổi thì bản thân mình sẽ phải thay đổi, nhưng mà thay đổi phải theo chiều tích cực, theo chiều tích cực để phù hợp cuộc sống để cho mình tốt hơn, mình tốt lên. Đấy thì là sau cái biến cố cuộc sống ấy, thì mình hiện tại bây giờ thì mình cảm thấy là sống độc lập, sống tự tin và sống có cái lý tưởng về cuộc sống hơn, đấy là biết phấn đấu và biết hòa hợp giữa cái việc công việc, gia đình và công việc xã hội. Em hỏi một chút xin lỗi thật ra thì cái quan điểm về ngày xưa và ngày nay thì không hẳn là đúng, bởi vì theo mình nghĩ thì hiện tại bây giờ xung quanh cuộc sống của mình thì cũng để ý là có rất nhiều trường hợp, có rất nhiều hoàn cảnh của gia đình, có những người phụ nữ thì mình thấy là trong cuộc sống thì họ có thể mình, đấy là do mình hay là do mình nhìn, là mình nghĩ là họ có thể đối với mình có thể họ sẽ là có thể tốt hơn thế, nhưng mà tại sao họ lại không chấp nhận, không bứt phá mình lên đấy. Còn một số người thì họ cũng rất là nghị lực, dám bước qua cái ranh giới về sống gia đình quan tâm đó, thì có một số rào cản họ quyết tâm họ vượt qua là được. Thế còn đối với bản thân của mình ấy, thì mình nghĩ là mình nghĩ thật ra là trong hoàn cảnh hay là bất cứ việc nào, những người biết yêu thương bản thân mình, chăm sóc tốt cho bản thân mình, biết dung hòa trong cuộc sống, luôn luôn là những người hạnh phúc đó. Thế còn lại những người phụ nữ
sống vợ chồng hay là không tìm được người đồng hành để nói với mình thì lúc nào cũng giống như phụ nữ kia, cũng tự yêu thương cũng bản thân mình, cũng tự tin và cũng tự tìm những nguồn vui trong cuộc sống mình, và cuộc sống nó có rất là nhiều nguồn vui. Như bản thân mình nghĩ không nhất thiết thì là cuộc sống cho mình như thế nào thì hài lòng với cuộc sống như điều đó, và mình vui vẻ, mình bằng lòng chấp nhận sống theo những cái mà mình có thì mình sẽ không bao